Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết rằng mình sẽ ăn món gì nha. Thứ nhất, hôm nay mình mua được đậu rồng. Đậu rồng rất là non. Cho nên là mình sẽ xào với thịt bò. À, trong thịt bò này mình có nêm một chút bột nêm, một chút nước tương và một chút tiêu. Và món thứ hai mình sẽ bật mí cho các bạn sau. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Khi mà chỉ cần dầu hơi nóng thôi ha các bạn, mình cho tỏi phi vào đây, tỏi bằng ha. Mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao mà mình dùng tỏi nhiều đến như vậy. Nếu mà mình chia, khi mà mình làm để xào mỗi cái món thịt bò và đậu đậu rồng thì mình chỉ cần một bao nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng mà mình làm còn làm một món khác. Cho nên là sẵn chảo thì mình sẽ làm luôn. Mình dùng ít dầu ha, mình không dùng nhiều dầu. Chỉ cần tỏi thơm và hơi vàng. Các bạn cẩn thận nha, đừng làm cháy tỏi ha. Đó, tỏi rất là thơm rồi các bạn. Mình cho ít dầu cho nên là mình phải đảo tỏi ha, chứ để tỏi bị cháy. Rồi, mình sẽ cho cái phần tỏi phi đó ra chén nha các bạn. Mình cho hết ra chén luôn. Phần chảo này mình không có phải rửa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm dầu vào, bây giờ mới bắt đầu để khi mà chúng ta vớt hết cái phần xác tỏi ra thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ ngon hơn, không có bị cháy. Rồi chúng ta cho thịt bò vào. Bởi vì cái phần đậu rồng này của mình rất là non. Do rằng cái phần đậu rồng của mình nó rất là non nè,
cho nên là mình sẽ xào chung với thịt bò luôn mà mình không có vớt thịt bò ra ngoài ha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái món này chúng ta nêm nếm hơi lạc, rồi chúng ta sẽ làm nước mắm tỏi ớt bên ngoài, nước tương tỏi ớt bên ngoài thì chúng ta ăn sẽ thơm hơn và ngon hơn. Chúng ta nêm bằng nước tương ha. Rồi món này chúng ta sẽ cho vào hàu và vào mè. Khi mà chúng ta cho giò mè vô là chúng ta tắt bếp luôn nha các bạn, chúng ta không để lâu ha. Rồi, vậy là chúng ta xong một món ăn rất là nhanh và rất là ngon, thơm ngon nữa. Cái đậu đồng này chúng ta xào cũng ngon nè, mà chúng ta ăn sống cũng rất ngon. Rồi,